được tín hiệu xuất phát từ tổ trọng tài xuất phát. Hai ghe đã bắt đầu xuất phát. Giữa xà sim mới 1 mang số đề số 10 ở đường đôi bên trái sẽ gặp với xà sim cũ 2 mang số đề 13 bên đường bên phải. กระดมกะลาก่อตั้งปีก็บานสนซ้ำสนซ้ำมาให้บอบอนคือกระดมกะลาก่อสไลซิมตัวอ่อนแสนตัวกำปุ้งแต่รอดได้ยังโจคางเต้ตัวไม่น่าตัวไม่เหยาไม่น่าไปเยอะเยอะให้สะเซียมโจตาสะดมกันยังกันบ้างบอตัวนั้นทายก่อยแต่รู้ว่าตัวคลองกระแปะคลองแผลแล้วทายก่อยตัวไฮเต้ตัวแกเมาไอ้ไม่เหยาไม่ทำอะไรนะไอ้ลาบอกกระสือโจเราก็เยอะสั่นทายก่อยได้ก่อยมันเอาจอยนะไอ้ทายต้องก่อยลูก ไปต้องก่อยลูกว่าไม่อยากติดตกกระบาดยังมันเต็มตีบ่สั่งชวนหนึ่งในตลาดต่อจูบล้อแดมในใส่ใส่เสียงทำไมแดมเปียกพลังได้ไหมใส่เสียงทำไมมือแดมเปียกพลังเลยดับเลิกใส่ติดทางกระดาษจมูกจมูกกระดมกระลาคอมาปีใส่เสียงจ้าปีแดมเปียกพลังเลยดับไหมแดมในใส่ติดทางขนมได้เลยนี้กับปงตาซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำมาหายบ่บ่น บอกว่าเราเราพี่ทุ่งบาทนะจีเหลือทุ่งบาทนั่งยังกำเนิดช่อเลยทุ่งบาทไอ้นั่งจะทุ่งบาทบางเกนะเกใจเกนะให้จีเหลือทุ่งเกเกมหันสายนะพี่มาเนี่ยกำปุ๋ยเหลือทุ่งบาทเฮียเท่ามันให้จีมาดึกกำปุ๋ยเหลือทุ่งบาทเก nhưng mà thấy là đội áo vàng đã xài xiêm chắc đạt pin mình đã cảm thấy đã nhớ thôi anh sẵn sàng bò lướng và bèo xài xiêm mấy anh sẵn sàng bò so khó đại bò bò này bất cứ điều gì cũng sẽ xảy ra các bạn ơi, vì chúng ta còn khoảng là 200 mét nữa các bạn. Xin xin chăng khi mau mau bây giờ các bạn đã thấy xài xiêm mới đã tăng tốc. จ้าสามสิบไม่ต้องเต้นต้องจ้าสามสิบต้องกระบังรังกระพลังสามสิบจูนปอตลอดกระดมกระลาตัวเต็มที่แบบทำโยนใจเลี้ยงมันสามสิบไม่ต้องเต้นต้องจ้า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 สามสิบไ
nhóm cái lá cho đàn mà pin xài xiêm chắc ghê thế. Xà xiêm cũ đã chiến thắng nha các bạn, xà xiêm mới không kịp. Trần 30 Lan Mương mang số đen 11 ở đường đôi bên trái sẽ gặp chiếc chạm chẹt mang số đen 12 ở đường đôi bên phải. À xong chưa nha, bò bò bên này nơi khang và cố lấy xong bò bò chơi nhà thằng ai tới chưa chưa mưa camera mà thôi thằng ai cũng thôi không tính lo chỉ xua mưa camera có ai đột phá không các bạn đây thì nó mà bay nó ấy nè nó mất một lúc nữa. Trong cái lá co con to tiếng trong cái lá co tu ngon đàn mau bị khàng mướn đàn phải biệt là liệt đọc muối đàn này sai tật khàng cái và cuối chỉ muối trong cái lá co đàn mau bị sầm chai đàn đặc biệt là liệt đọc phí đàn này sai tật khàng khăn nông đàn ai sầm thán co thiếu. Nhưng mà các bạn thấy thì anh em chưa có ai là có sự nỗ lực hết các bạn ơi. Bây giờ hai kia thì đang bơi lai đây thì đây là cũng một cái sự không biết lý do, nhưng mà anh thấy là hình như là bên áo xanh đã dẫn bên áo đỏ nha các bạn. Trong cái lá co dưới tầng hoa khả niệm phong này, ôm một khăn mau mà. Đây là một cái sự chân lớn, có nhiều sôi cầm kẹt. Bây giờ thấy tắm các bạn ơi. Trời ơi, kìa. Rồi bộ dưới cả tay tăng lên đó kìa mà. Bắt đầu cầm kẹt tăng lắm. Cả lắm, tăng tăng lắm. Bạn làng mương này khăn, lại tới khăn cái ra ở bạn. Tầng trái, lâu sau tới khăn cái nóng.
mà dắt lấy vậy. Là lấy chạy phía nào khỏi đó nha. Trong khu phố tại bạc rốc là con đàn bà phi thang xâm trại phòng này. Chân lệnh cho Cà Lăng Vương cá nhiều. Đây thì Cà Lăng Vương 2 các bạn. Rớt lại với dạp dạp cá nhiều so với một cá thăng ghé. Trần 31. Đó là đội ghe Hòa Thần mang số đeo 15 ở đường đất trái. Sẽ gặp chiếc ghe Gò Đất 2 mang số đeo 18 ở đường đường bên phải. Rồi, vậy thì mang thì mình thấy ghe. Hình như là mình thấy Gò Đất. Bên tay phải màn hình các bạn thì mình thấy anh em đã dẫn bên tay trái màn hình. Tay trái. Nhưng mà bắt cứ điều gì cũng xảy ra các bạn. Bạn trong cái lá con tàu phí các bạn sân chết mà bao tí đạch bắt đạch đoạn hái. Trong cái lá xứng là miếng phẹt là lên đập rắm. Đang nơi sai tức hàng cáo. Bất cứ chỉ môi trong cái lá con đàn màu phì đòn hạch và đẹp nhẹ là lên bạp đầm bấy nên sai tất hàng thân nộ. Quay giờ hai gian đến chân quanh. Đã sang trong bạn ơi. Bây giờ bên tay phải màn hình thì đã có sự tăng tốc. Nhưng mà bên tay trái màn hình đã dùng khá xa rồi các bạn. Đây là lăng bò cổ trông cả là cô thế đó. Thì có sự chân lệnh cao nhau. Trong khi đã xong chơi, xa cả lăng. Lui thế hay. Vậy hỏi cả lăng. Cả lăng xong. Qua thân các bạn. Vậy là qua thân là chết hả. Xong chung bò tờ đà trông cả là cô. Đừng bò phi hòa thân phòng này. Vậy thì Gò Đất và Hòa Thuận thì Hòa Thuận đã thắng Gò Đất khá xa các bạn trên lệnh cả thắng kia. Trong cái lá co cặp phơ hai ông mình là ai kia này bọc. Rồi còn đây thì bọc kia hình như thắm trắng luôn. Ghe này thì nhưng ông mình ai nhưng ông mà khăng máu ông lấy cháu gì ba lấy tiền thôi bây giờ tăng tốc luôn các bạn ba ông mà khăng. Ai bò bò đánh thà tuốt dâng lên phần nè ba ông mà khăng máu bò bò ấp cho bạn hàng đi mà bạn càng lâu bạn thắng trắng cho nên các bạn cũng đã biết thì càng lâu đã chiến thắng các bạn. Ông mà đáo tiếc xong ăn ạ. Có xa xếp hai anh em đang ung dung lấy cái gì các bạn. Sau khi chúng tôi tiến hành rộng thăm thì nhất bảng C thứ 5 đến từ An Biên, nhì bảng chùa Xà Xiêm Cũ 2,
xem. Xà xem thì các bạn biết hôm nay là xà xem đăng cai ngay ngay xong nhà. Bây giờ hai anh em chúng ta ai cũng đều thương bạn hết các bạn. Bây giờ xà xem chúng ta quên đồng chung. Chơi chùm đeo bán mình liên tấn rôn trang mình đã mà tốt đi rồi về bay tốt thời gian thông máy hôm nay sản xuất mới chúng ta phải giữ đeo bạn nhà mới nữa hãy xong chùm riêng chùm các bạn mong tính nè dù hả nè nè xà xem mới hai tôi khách châu gặp ngay là hòa thân các ai bạn mong tính mà còn chưa chơi đẹp á ai đi ai thắng thì sẽ đi tiếp mà ai thua thì sẽ lỗi trực tiếp các bạn chúng ta chỉ còn lại là 8 ghế tôi nhà nè đâu bị bộng lơ đúng không nè mà hòa thân thì các bạn đâu biết hôm nay đụng cái xà xem mới thì các bạn biết xà xem mới chúng ta là lần đơn ghép du lịch sẽ để hòa thân chúng ta có thể vượt nổi cái xà xem này. Alo. Tôi bật cho hết. Xà xem thì bật tay. Cái này hàng tức á. Tay trái màn hình các bạn, còn bên tay phải màn hình thì... Dạ rồi, mà quên mấy tụi ngon nghe mau á. Tôi bật lại cam gái rồi, mau á. Rồi, bây giờ hai ghe thì đã xuất phát nha các bạn. Tầm đua này thì khoảng 1.000 mét. Để coi các bạn cũng xem Hoàng Thuận có thể là nổi ngược dòng với xà xem được hay không. Bạn nhìn ba cái sông chua đồng đang ta đo là lập phú đang đang thẳng một đất sông lập phú ở khách chơi nhà chẳng ai đi mà bạn lại không được cam lại không nhầm ba đừng xua đồng mứa ba sông chơi nhà khoa thoi thế lập phú bạn
Hòa Thuận mà đã lọt cho vòng 8 đội thì tính ra là em mau kia đây. Ê. Cá mạnh chào bà Châu Thất mà. Nhưng mà có thể trong cái lại coi tầng 2 các bạn thuộc xong 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 hai bà bốn có thể quá sai xem thông mây bí đẹp bẹp là lời buồn đã lời sai tực hàng cái ráo trong này trong cái lại có một bị Hòa Thuận đại biệt là lê đọc trăm để nơi xài tức thằng khả năng phong đại xem qua thẳng có thể dọn cháu xa xe mới hạng bằng bây giờ là các bạn đã thấy cái sân chân lắm khá nhiều xa xe mới hạng bằng bây giờ qua thẳng một cách quán lắm trời ơi qua thẳng mình có phải khá xa ủa là hai hòn bàn đi cái đông là các bạn đã biết thì đã mới một nửa chặng đường thôi mà xa xe mới hay đã quá xa các bạn bây giờ các bạn đã thấy cái sự chết lớn của mình bàn thàn đẹp ná của xa xe mới hay cho bạn thân hay nên là nơi lại thì quá cái sự chết lớn của ngàn các bạn mà Hòa Thuận này đã vô vòng 8 đôi thì các bạn có biết Hòa Thuận cũng là cáo không biết thứ của mọi vị trong vị làng bạn xong khám của mọi lệnh tiền quá cái sự chết lớn xa xe mới mà đang tăng tốc các bạn răng mau, răng mau khang chuyên đã răng mau khang chuyên bốc hai hót màn đi chết đau tay ruột hai một cái sở chân lệnh khá nhiều thôi dâm mấy cầm mạnh lịch rồi các bạn thưởng các bạn ơi dạ đúng là xa xế các bạn hết 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 thì kết quả thì các bạn cũng đã biết Hòa Thuận thì đã loại nha các bạn. Mới ba và số đề số 8 ở đường đường bên trái sẽ gặp chiếc xà xiêm cũ 2 và số đề 13 ở đường đường bên phải và trong cái là có một bên to tiếng hai bò bồn giữa xà xiêm mới ba và xà xiêm cũ mình thấy trong cái là có hai เปียกละเลขประมุกประมัยกรมกลาก็มาปีสายเสียมไม่ไปประตูจมูกกรมกลาก็มาปีสายเสียมจ้าปีแต่เปียกละเลขประมัยแต่ในสายตึกหักนอก mới khơi thái chiến lại xiêm chắc mình liên triệp chiến răng lang trong cái trang phi đã giờ mình ai đang bàn đây lại xiêm thứ mấy đây răng ngạc lang lại xiêm chắc phi lại xiêm thứ mấy bay lại xiêm chắc phi răng lang áo cà chia tăng cà mê lui ตัวมาตึกเป็นเพื่อนตัวที่ไล่มาบอลบานมาบุญกุ้งเทียนหายเลยไปเอ็มเวลาบอลแซ่บ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 แ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong cái lá đó mà bị thang cái bơ hay đã bị lạ lên hay các bạn có biết cái cái xa xem có một cái thằng đó cho tới mà bị lạ đây 7 nhưng mà bây giờ cũng đã phải bị nói các bạn nó sai cái thằng đó. Rồi bây giờ thì trận tiếp theo các bạn cho biết gió phe Cà Tinh gặp ngay là Càng Long các bạn. Các bạn có biết Càng Long thì cái đội cũng khá bạn, nhưng mà phe Cà Tinh có thể là lỗi lượng dòng với Càng Long được hay không. Phe Cà Tinh mà đã lộn cho vòng 8 thì tính ra là cũng khá mạnh các bạn, nhưng mà lộn ngay Càng Long thì các bạn cũng biết Càng Long cũng là cho chúng tôi sẽ thông báo đây là trận bán kết cuối cùng giữa cặp đôi hẹn mang số đen bị đường đua bên trái gặp chiếc khoen Tà Tưng mang số đen số 3 ở đường đua bên phải. Cà Tưng đang dẫn các bạn. Cặp đôi hẹn Cà Tưng đã lỗi nhau bao hồ nha. Đại đa sai tới hàng cái áo đạp phẹt là lên đạp là mối. Các cô chú mới trông lại con màu bị khoái. Cô lớn nè. 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 Lớn nè. Lớn nè. Vậy thì Càng Long phải lộn như Phẹt Cà Tưng luôn sao? Phẹt Cà Tưng, Phẹt Cà Tưng. 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 Phẹt Cà Vậy là Phe Cà Tưng đã chiến thắng các bạn. Càng Long của chúng ta bị lỗi luôn. Trời ơi. Vậy là Càng Long đã lỗi ngay với là Phe Cà Tưng. Thì Phe Cà Tưng các bạn cũng đã biết, mới vừa đua ở cái rốt thì Phe Cà Tưng đã lỗi. Nhưng mà hôm nay đúng là Phe Cà Tưng lỗi ngược dòng luôn, thắng luôn Càng Long các bạn. Vậy thì Phe Cà Tưng ung dung vô tranh là trận bán kết các bạn. Đây các bạn, một cặp xà xin mới chúng ta đang vô, bây giờ là ung dung lên trận bán kết các bạn ơi. Anh phải chạy lên cho nó còn flex xà xin, đúng là xà xin máy đến các bạn. Xà xin chúng ta quyết định lấy lên để các bạn nhà gõ ràng luôn. Tình là bay bằng nàng hiên thiệt. Đây các bạn, đúng là ông vua xà xin, lúc nào cũng mãi đến các bạn. Bây giờ xà xin của chúng ta sẽ ung dung, hai anh chúng ta sẽ đi tiếp vô vòng là ban kết. Phải nói là